Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AirGrab ăn chia tổng giải thưởng là 250.000k tóc càng có ký hiệu là fan nha các bạn. Thì để tham gia sự kiện hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mở link phòng nha các bạn. Phần này có cơ chế đốt tổng cung của nó nên nó có chương trình AirGrab nè bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên bạn follow Twitter nè. Trên Twitter nè các bạn follow nha các bạn. Theo dõi nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Đâu rồi ta? Các bạn bấm vào continue các bạn. Rồi tiếp tục follow kênh Twitter thứ hai của nó nè. Giờ follow thôi các bạn. Nhiệm vụ khá là đơn giản các bạn. Trên Twitter nè bạn cũng theo dõi luôn nè. Rồi bạn bắt up lên nè. Giờ bấm vào continue. Tiếp tục follow Twitter tiếp theo nè. Theo dõi nè. Rồi bạn bắt đáp lời bằng bấm continue. Tiếp tục follow tweet nữa nè. Rồi sau đó bạn đăng test nha các bạn. Rồi bấm vào continue. Sau đó retweet nè. Giờ đây các bạn bấm vào đây nè. Thì tờ Twitter nó các bạn like nè. Nó có một sự kiện là ăn chia một BNB nữa nè các bạn. Rồi sự kiện này thì các bạn like nè. Các bạn trích dẫn với tweet tăng 5 người bạn mình vào nha các bạn. Rồi vào đây các bạn like, các bạn tweet lên nè các bạn. Rồi các bạn lưu ý nha các bạn bình luận. Tôi làm điều này. Like, tweet. Rồi các bạn like và các bạn chỉ dẫn từ quyết tăng vài người bạn của mình vào và cái địa chỉ BNB Sebastian của tất cả các bạn vào các bạn để chương trình sự kiện này nó sẽ chia sẻ một BNB nữa các bạn tham gia một sự kiện hai AirDrop luôn. Rồi các bạn trả lời nha các bạn, sau đó các bạn bắt đập lên nè. Rồi các bạn bấm vào continue, sau đó bạn visit website các bạn. Bạn click here nè. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Rồi bạn bấm vào continue các bạn. Như vậy là xong nha các bạn. Thì mình đã bình luận cái địa chỉ là cái địa chỉ hồi nãy, sau này tôi cần nó phong phối nha các bạn. Mình sẽ ăn chia được 250k tập cần canh vậy. Tóc cần fan và ăn chia tổng giải thưởng là như một bên biên các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo của mình nhé.